Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10% số xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện các tiêu chí khó. Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa nông thôn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện trong giai đoạn mới. Xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm để khai thác thế mạnh trong phát triển kinh tế nông thôn. Với nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đang tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, tạo nên diện mạo mới cho mỗi làng quê.